Chào các bạn, tôi là Nguyễn Xuân Hương, NLP Trainer và cũng là một trong những nhà huấn luyện PBCA, tức là một tổ chức huấn luyện kinh doanh thuộc Liên minh các nhà huấn luyện khu vực Bắc Mỹ. Và tôi vừa có mặt tại Sài Gòn và tranh thủ thì buổi tối nay thì tôi có một cái cuộc gặp với các CEO trong Sài Gòn để kết nối. Thì trước khi đến buổi đó thì tôi dành một chút thời gian để chia sẻ với các bạn cái chủ đề mà chúng ta chia sẻ với nhau buổi sáng là làm cách nào để chúng ta đạt đến sự giàu có trong cuộc sống này, trong sự nghiệp này, và làm thế nào để chúng ta trở nên giá trị, và làm thế nào để chúng ta thực sự có một cuộc sống thịnh vượng chứ không phải một cuộc sống sáng đi làm, chiều về tối xem tivi và ngày mai lại như vậy. Rồi, và chúng ta sẽ vào chủ đề ngay nhé. Tôi rút kinh nghiệm vì sao để vào ngay là bởi vì sau khi cái live stream này tôi sẽ tải ra và đưa lên YouTube thì cái câu chào hỏi sẽ khiến một vài người sẽ thấy không hài lòng. Cho nên thôi chúng ta sẽ vào chủ đề ngay bởi vì thời gian chúng ta nên tiết kiệm cho nhau để nó gia tăng hiệu quả. Đó. Thứ nhất là thế này các bạn, để giàu có, cái điều đơn giản là chúng ta chỉ cần quan sát cái người giàu có thì họ phải có cái tiêu chuẩn gì để mà giàu có phải là họ khá là hoạt bát trong việc giao tiếp không, họ khá là thông minh trong việc tính toán cân đo đong đếm, họ khá là chặt chẽ và khoa học trong việc chi tiêu hay là việc thẩm định các cái mô hình kinh doanh, dự án kinh doanh không, rồi họ có những cặp mắt rất là sắc sảo. Câu chuyện của họ giao tiếp với nhau có cái vẻ gì đó nó như là rất là chặt chẽ rồi chắc chắn. Đúng không ạ? Đấy là cái tiêu chuẩn chung của những người giàu có. Theo cái quan niệm bây giờ là như vậy. Còn cái theo cái quan niệm giàu có của trên toàn cầu nói chung ấy, thì nó không có hẹp như vậy. Sự giàu có nó bao gồm sự giàu có về của cải vật chất, nó bao gồm sự giàu có về tinh thần, nó bao gồm sự giàu có về mối quan hệ. Bởi vì cái sự giàu có của con người chúng ta nó không chỉ là cái lượng tiền mặt chúng ta gửi ở ngân hàng, gửi trong két sắt. Nó không chỉ là những cái mảnh đất, vô số những diện tích đất đai. Và nếu chỉ như vậy thôi thì tôi rất thích một cái câu nhận xét của Tổng thống Obama, Tổng thống Hoa Kỳ. Ông nói rằng nếu mà chỉ có tiền thôi, bạn quá nghèo. Nếu chỉ có tiền thôi, bạn quá nghèo. Thế và bây giờ thì tôi cũng bắt đầu nhận ra một điều, quan sát xung quanh. Rất nhiều người trong chúng ta là lao đi kiếm tiền. Và dường như họ quên mất câu hỏi, để làm gì vậy? Nào, kiếm tiền miệt mài như vậy, có người rất nhiều tiền rồi, để làm gì vậy? Khi mà họ không có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân mình, khi mà họ không có nhiều thời gian để có thể ra ngoài thế giới kia để nhìn ra những các khu vực, các nước họ văn minh, họ sống nhàn nhã, họ sống thanh thản, họ sống an nhiên với thiên nhiên thế nào, rồi công nghệ của họ hiện đại như thế nào, mối quan hệ giữa người và người ra sao. Và họ cứ làm, cứ tập trung mà làm thôi, càng nhiều tiền càng tốt. Và rồi sau đó thì sao? Sau đó thì toàn bộ cái gia sản đó sẽ để lại cho những đứa con, nó tiêu dần. Mà thậm chí nó phá rất nhanh. Bởi vì sao ạ? Có một điều nó mâu thuẫn ở đây là những người quá mải mê và tập trung làm giàu thì sẽ bỏ bê mất cái câu chuyện gia đình hay là nuôi dạy con cái đằng sau. Bởi vì chính bản thân những người mà tập trung quá và làm giàu như vậy đã quên mất rằng một cái thứ bên cạnh vừa có thể làm giàu về tài sản, vừa có thể làm giàu về trí tuệ, vừa có thể làm giàu về các mối quan hệ, vừa có thể làm giàu về đời sống tinh thần, thì phải cực kỳ quan tâm đến cái việc là phát triển bản thân. Phát triển bản thân là cái gì? Thôi đơn giản nói thế này, nó là cái việc là phải hiểu được mình. Hiểu được mình sinh ra để làm gì trên cuộc sống này. Thế rồi đó thì người khác cũng như vậy. Rồi hiểu được các nguyên lý, quy luật vận hành của vũ trụ trong xung quanh ta.
để ta có thể an nhiên rồi bình thản rồi đón nhận rồi thưởng thức tất cả những gì mà đến với cuộc đời mỗi chúng ta. Thì đấy mới là sự giàu có. Bởi vì cái sự giàu có về tài sản ấy, các bạn sẽ chứng kiến này, nó sẽ không bền bằng cái việc là, bởi vì nó có thể bị suy thoái, nó có thể bị thua lỗ, nó có thể bị mất mát trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào. Ví dụ như những cái sự bất khả kháng của thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn. Rồi nó có thể bị do suy thoái kinh tế, nó có thể do bị gu nhu cầu xã hội, rồi công nghệ của xã hội nó ra nó đè bẹp. Ví dụ như là Grab, phần mềm của Grab thôi nó đè bẹp cả mấy anh taxi truyền thống bây giờ đang ngoa ngót. Thế rồi các bạn có thấy là rất nhiều người là tạo ra những mô hình kinh doanh, tạo ra những mô hình kinh doanh. Thế rồi thì lúc khởi động ban đầu thì khá là thành công, nhưng sau đó nó cứ dậm chân tại chỗ, ở tại vị trí đó, rồi chờ cho đến suy thoái và sụp đổ. Chờ đến suy thoái rồi sụp đổ. Vậy thì cái tài sản hay là cái danh vị mà chúng ta dựa trên những cái tài sản cố định, tài sản hiện hữu chúng ta tạo ra, đấy có phải là sự giàu có không? Có, thế nhưng nó chưa đủ. Cái sự giàu có là cái năng lực bản thân, cái năng lực bản thân các bạn, năng lực bản thân con người chúng ta, cái năng lực có thể giúp được nhiều người khác trong cuộc sống này, giúp họ hạnh phúc, thành công, vui vẻ hơn. Và bạn biết không, nếu chúng ta có những cái năng lực giúp đỡ người khác như vậy thì các mối quan hệ chính cũng là tài sản dòng. Chính cũng là tài sản dòng. Nào các bạn sẽ nghĩ này, có phải khi mà người với người không quen nhau thì cái câu chuyện là giữ hợp đồng với nhau thì thương thảo với nhau từng đồng, từng các một, từng điều khoản một, và nếu như sai phạm một chút thì nó rất là gay gắt với nhau trong việc là phạt hợp đồng. Nhưng nếu đã là những người quen, người thân với nhau thì dù có thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng rất là dễ dàng để tìm đến một điểm chung để chúng ta giải quyết. Và mối quan hệ thì mỗi người ở một lĩnh vực khác nhau, thì đấy chính là những nguồn lực. Chúng ta không thể nào biết hết các cái lĩnh vực trong cuộc sống này. Chúng ta không thể nào biết về các cái kỹ năng kỹ thuật về đầu tư bất động sản. Chúng ta không thể nào biết được các cái kỹ năng kỹ thuật về đầu tư chứng khoán, đầu tư Forex. Chúng ta không thể nào biết các kỹ năng kỹ thuật về nói chung là marketing. Chúng ta không thể nào mà có cái kỹ năng kỹ thuật đi thương thảo từng người một, rồi là tư vấn chốt khách một một được. Tất cả những cái kỹ năng kỹ thuật đấy thì mỗi người ở trong cuộc sống này họ đều có một cái kỹ năng và họ chuyên sâu riêng. Nếu bạn muốn thực sự giàu có thì bạn phải tập cái thứ, bạn luyện một cái thứ khác. Đó là cái thứ là có bộ não để điều phối lại những cái chất xám đó, điều phối lại những cái người xuất sắc trong từng lĩnh vực đó, trở thành cái team của bạn, trở thành cái cộng đồng của bạn. Thì sự giàu có kể cả cả tài sản, lẫn cả sự giàu có trong mối quan hệ, và lẫn cả trong cái lúc mà cơ hội nó đến với bạn và bạn lại có cái khả năng, có cái uy tín với mọi người rồi, và bạn thuyết trình cái dự án đó để kêu gọi huy động vốn đầu tư một cách rõ ràng, một cách chắc chắn, một cách đầy tin cậy, đầy thuyết phục, thì bạn không phải bỏ vốn một mình nữa, mà tất cả mọi người sẽ cùng hùn vốn với bạn. Như vậy thì mỗi người cùng hùn vốn với bạn, họ sẽ có một cái trách nhiệm để cùng với bạn chăm lo, tức là bổ sung những điểm khiếm khuyết, thêm những cơ hội về thị trường, và bạn sẽ có sức mạnh để gia tăng cái hiệu quả. Thay vì một mình bạn vừa bỏ vốn, vừa bỏ tất cả, phải đi học hỏi các cái kỹ năng để làm lại từ đầu, để làm sao đó được bán được hàng, làm sao đó để biết marketing, làm sao đó để biết các cái kỹ năng kỹ thuật là chăm sóc khách hàng, làm sao đó xong để biết cái kỹ năng là quản trị nhân sự, quản trị con người, làm sao đó để biết các kỹ năng về quản lý tài chính, kế toán tài chính cho doanh nghiệp, làm sao đó để biết cái kỹ năng là thiết kế một cái quy trình cho doanh nghiệp vận hành hiệu quả, xong rồi làm sao đó để dần dần rồi mình có cái kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo hệ thống kinh doanh hiệu quả, rồi kỹ năng giao tiếp con người. Có phải như vậy thì khá là mệt không bạn? Nhưng bạn chỉ học có một thứ thôi thì bạn trở nên giàu có này. Bạn học một thứ là hiểu mình và hiểu được người khác. Thứ nhất là hiểu mình và hiểu người khác. Thứ hai, bạn học được những cái kỹ năng gốc. Kỹ năng gốc, từ kỹ năng đó thì nó góp phần hiệu quả để giải quyết mọi vấn đề của con người. Mọi vấn đề đó là vấn đề gì? Thứ nhất là vấn đề về trạng thái tinh thần của họ.
Các bạn có thấy là rất nhiều người đang sống đây, thế nhưng tinh thần có được thoải mái không? Tinh thần có được thoải mái không? Rồi là họ có một cái đầu óc nhẹ tênh, không phải suy nghĩ gì về cuộc sống này không? Hay là trong lúc nào mặt cũng ưu tư, trong lúc nào cũng bận rộn, trong lúc nào cũng hớt hải, trong lúc nào cũng lo lắng vậy mà. Đấy, thì bạn phải có cái năng lực để giải quyết được cho họ vấn đề đó. Thứ hai, bạn hãy học cái năng lực. Cái năng lực có thể là ngồi bất cứ với ai để giao tiếp thì thấu hiểu được họ đang nói cái ngôn ngữ gì. Và dưới cái ngôn ngữ đấy thì ẩn dưới là mong cầu gì, lo lắng gì, băn khoăn gì, khao khát cái gì và sợ hãi cái gì. Để bạn tổ chức ra một cuộc giao tiếp hiệu quả giúp họ giải quyết được vấn đề. Và nếu bạn có cái kỹ năng đó thì bạn dễ dàng trong việc đàm phán với họ, thương thuyết với họ, tư vấn cho họ và chốt sale họ bất cứ điều gì. Đấy cái năng lực thứ hai. Cái năng lực thứ ba, bạn phải có cái năng lực là thiết kế kế hoạch chiến lược. Tức là cái năng lực gốc trong việc giúp một người thiết kế ra kế hoạch chiến lược để đảm bảo rằng cái kế hoạch chiến lược mà một người đó kinh doanh thì đầy đủ những yếu tố cần và đủ để đảm bảo được thành công. Bạn không cần phải là một chuyên gia của họ, bởi vì cuộc sống này nó có hàng trăm đến hàng nghìn lĩnh vực khác nhau. Bạn không thể là chuyên gia của hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục cái lĩnh vực đã được. Bạn chỉ cần những kỹ năng gốc. Kỹ năng gốc đó là kỹ năng huấn luyện, kỹ năng coaching. Để bạn giúp họ khai phá được cái năng lực bên trong, khai phá được cái sức mạnh bên trong của họ. Bởi vì mỗi người về mặt đời sống tinh thần, họ là chuyên gia cuộc sống của họ rồi. Vì sao họ lại là chuyên gia cuộc sống của họ? Bởi vì những thăng trầm, những nếm trải, những khúc mắc, những thất bại, những đắng cay, những hạnh phúc và những con người, những mối quan hệ xung quanh họ, chỉ có họ mới hiểu là như thế nào thôi. Bởi vậy, thứ nhất, họ là chuyên gia cuộc sống của họ. Thứ hai, bất kỳ ai đó đang kinh doanh trong một lĩnh vực nào đó thì họ cũng là chuyên gia của lĩnh vực đó rồi. Chuyên gia của lĩnh vực đó rồi. Bởi vì chỉ có họ mới thấu hiểu rằng cái ngành đó thị trường như thế nào, nguyên liệu ở đâu, sản xuất như thế nào, quy trình ra sao, tốn bao nhiêu phí, bán được bao nhiêu tiền và phải làm như thế nào để có thể bán được hàng, có thể chăm sóc được khách hàng. Họ là chuyên gia trong lĩnh vực đó rồi. Bạn làm sao còn phải đi sâu vào đó làm gì? Bạn chỉ cần có những kiến thức gốc để giúp họ khai phá những cái thứ mà họ không biết bằng những cái công cụ quyền lực, cái công cụ huấn luyện. Đấy, giúp người khác giải quyết vấn đề. Đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư là cái nặng nề nhất. Đó là những tổn thương, những mất mát, những đau thương, những mâu thuẫn thuộc về tinh thần. Tinh thần thuộc về cái thứ không nhìn thấy. Nhưng cái thứ không nhìn thấy này nó mới nặng nề hơn những cái thứ nhìn thấy ở ngoài kia. Ví dụ, những cái thứ nhìn thấy là tiền, là tài sản. Nhưng cái thứ nhìn thấy đấy mà mất đi thì cái thứ gì nó suy sụp? Cái thứ tinh thần một người suy sụp. Ví dụ như những chủ kinh doanh, những chủ doanh nghiệp quy mô lớn, khi họ kiến tạo ra một doanh nghiệp quy mô lớn, khi họ kiến tạo ra những cái tài sản trong tay họ và họ cảm thấy hài lòng với điều đó, phục bản thân mình. Nhưng rồi thời thế, thế thời, rồi gu nhu cầu, rồi công nghệ nó ra đời, rồi là suy thoái kinh tế. Bắt đầu là họ bị suy thoái, thậm chí họ bị phá sản, họ bị ngân hàng siết nợ, tịch thu lại mà không cơ. Và lúc này thì bạn thấy là cái tài sản hữu hình nó đã tụt đi, nó đã mất đi là một chuyện. Nhưng cái tinh thần của một chủ doanh nghiệp nó suy sụp, nó còn nặng nề hơn rất nhiều. Nhưng đó là quy luật của cuộc sống này. Khi mà một chủ doanh nghiệp mất mát những tài sản như vậy mà họ không hiểu rằng đó là quy luật của cuộc sống này, để mà họ buông bỏ thì cái mới nó mới được phát sinh ra. Thì bạn chính là người có cái năng lực huấn luyện, cái năng lực khai phá tiềm năng để cho họ nhìn ra một hướng khác. Thì tinh thần họ sẽ vực lại, vực dậy. Và sẵn thị trường, sẵn kinh nghiệm, sẵn mối quan hệ, sẵn những trải nghiệm, sẵn những trình độ của họ, họ lại vực lại sự nghiệp một cách bình thường. Chỉ đơn giản là giúp họ thay đổi cái sự tập trung. Thay vì họ tập trung vào cái việc phá sản, mất mát tài sản, khiến họ đau khổ suy sụp, thì bạn giúp họ tập trung sang cái phần làm thế nào để trong cái bối cảnh suy thoái này, làm thế nào mà nhu cầu thị trường nó vẫn đang có ở ngoài kia, hãy tập trung năng lượng để tìm ra cái giải pháp, tìm ra cái dịch vụ, ra cái sản phẩm để mà đáp ứng thỏa mãn nhu cầu thị trường. Và như vậy thì
những người chủ doanh nghiệp có năng lực như vậy sẽ vực dậy, tức là đánh thức được cái năng lực, sức mạnh trong họ, những cái sức mạnh mà họ đã có rồi. Mà tôi luôn luôn nói với các học viên của tôi rằng nếu bắt đầu một con người từ 35 tuổi trở lên mà con người lại càng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau, càng trải nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mà kể cả là bầm dập, kể cả là thất bại, chưa thành cái điều gì chăng nữa, thì đấy là những nguyên liệu mà vô cùng quý giá để họ thành công trong cuộc sống này. Chỉ có điều họ không biết mà thôi. Và nếu họ biết được, thì như tôi nói ban đầu, nếu họ biết được thì toàn bộ những dữ liệu của họ, những trải nghiệm của họ, những kinh nghiệm của họ, họ bắt đầu biết nhặt ra những nguyên liệu, bắt đầu biết chọn lọc, biết nhặt ra những cái nguyên liệu trong cái trải nghiệm của họ, họ có thể lắp được một cái tên lửa để họ bay đến mục tiêu. Tôi ví như vậy, tất cả những trải nghiệm của họ thì hoàn toàn có thể có một người nào đó dẫn dắt họ, giúp họ để họ có thể nhặt ra những cái vốn quý, những cái tư liệu quý trong cái kho trải nghiệm của họ, lắp tên lửa để bay đến mục tiêu. Nhưng phần lớn là không biết, cho nên chỉ lấy được nguyên liệu trong cái kho tàng của mình để lắp xe cải tiến, kéo kẹt kéo đến mục tiêu mà thôi. Đấy là vấn đề của đa số, của 95, của 98% con người chúng ta ở ngoài kia. Và có thể nói thêm điều này nữa, có một điều nó lại rất là phản, tức là mỗi người chúng ta lại tự chống đối lại chính mình mà không biết. Thế này, vậy làm thế nào để có thể xử lý, làm thế nào để có thể biết cách chọn lọc, nhặt ra tất cả những thứ nguyên liệu quý giá trong toàn bộ các hành trình cuộc đời mình để lắp tên lửa hay lắp cái Boeing để bay đến mục tiêu? Bạn phải biết được những cái công thức, những nguyên lý, những quy luật, những bí mật, rồi bạn mới bắt đầu biết chọn lọc ra để bạn mới lắp được cái đó. Nhưng có điều là chớm nói đến việc là bạn phải đi học để biết cái quy luật, biết cái công thức, biết cái bí mật, biết cái bí quyết như vậy để đưa vào trong bạn trở thành cái năng lực bạn, thì tất cả đều chối từ. Và bắt đầu tất cả đều đưa ra những cái biện luận như thế này: tôi không có vốn, tôi không có tài chính để đi học, tôi không có vốn để kinh doanh, tôi không có tài chính để đi học vào lúc này, tôi thua lỗ phá sản rồi. Nếu mà trước đây thì tiền không phải nghĩ. Đúng rồi đấy, nếu mà tiền liên tục chẳng bao giờ phải nghĩ ấy, thì bạn chẳng bao giờ đi học, bởi vì bạn đang trong cái vòng an toàn, đang sung sướng. Nhưng vũ trụ này muốn bạn phải dập xuống để nghĩ lại vì sao bạn có tiền và bạn nên sử dụng đồng tiền như thế nào cho nó có giá trị trong cuộc sống này. Và mỗi một lúc bạn phát triển, rồi bạn thăng trầm, bạn dập xuống, bạn trầm, bạn dập xuống, đấy là những nguyên lý và quy luật vận động hình sin của cuộc sống này, của vũ trụ này, cũng như của cá nhân đời sống chúng ta. Nó giống như cái việc là quy luật giữa có đêm thì phải có ngày, có đêm thì phải có ngày, có cong thì phải có thẳng, có đen thì phải có trắng, có xấu thì phải có tốt, có tiêu cực thì phải có tích cực. Cuộc sống nó như vậy thôi, luôn luôn phải có hai thứ, ngay kể cả con người chúng ta cũng vậy, cũng phải có nam và có nữ chứ. Nào, cũng phải có nam và có nữ. Rồi là các cái hạt kết cấu vật chất trong cuộc sống này đều phải có hạt âm, hạt dương. Chẳng có cái gì là chỉ có một thôi. Chỉ có một thì nó trở thành cái thứ mà nó thiên lệch, nó quái thai mất rồi. Vậy thì cái việc là cái chu kỳ phát triển hay cái chu kỳ suy thoái trong sự nghiệp hay là trong cuộc đời của mỗi con người, từ kinh tế cho đến tinh thần, nó là cái câu chuyện hình sin, nó là câu chuyện quy luật phải xảy ra. Vì sao chúng ta lại chống đối nó? Và mỗi một lần, mỗi con người chúng ta bị lâm vào cái vòng suy thoái suy sụp như thế, phải biết buông cái cũ đi và đi học cái mới. Đi học cái mới để bắt đầu dựa trên cái nền tảng cái cũ để đột phá ra một cái thứ mới, quy mô lớn hơn, năng lực hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn, để gìn giữ được cái mới. Và mỗi lần cái cũ chết đi, cái mới được tái sinh, thì cái quy mô, cái giá trị và cái sự bền vững nó đã hơn cái cũ rồi. Và cứ theo như vậy thì cái quy trình phát triển nó xảy ra như vậy đấy các bạn. Vậy ở phần đầu tôi chia sẻ các bạn là làm thế nào để đạt đến sự giàu có. Thì chúng ta có một cái khái niệm là giàu có không chỉ xảy ra, không chỉ là coi là tài sản, mà giàu có nó phải là giàu có về tinh thần, về năng lực con người cá nhân, giàu có về mối quan hệ ở ngoài kia kìa. Ví dụ như là bạn đi đến đâu, bạn cũng có bạn tốt. Vì sao bạn có bạn tốt? Là bởi vì bạn đã gì?
đã bằng cái năng lực của mình giúp những người bạn ở những vùng miền xa xôi như vậy cải thiện được mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ rồi. Và họ rất là tri ân cái điều đó, họ rất là cảm ơn và rất là ngưỡng mộ cái điều đó, và cảm thấy của họ luôn luôn là chờ đến một cái dịp nào đó để gặp được bạn, để có thể thể hiện cái tấm lòng của mình. Đấy, đấy là sự giàu có, khái niệm về giàu có. Vậy thế thì ẩn dưới cái thứ, ẩn dưới cái sự giàu có về của cải, ẩn dưới cái sự giàu có về năng lực, về tinh thần, và ẩn dưới cái sự giàu có về mối quan hệ, thì cá nhân chúng ta phải có cái gì? Cá nhân chúng ta phải có cái năng lực giúp đỡ người khác giải quyết mọi vấn đề, năng lực giúp đỡ người khác giải quyết mọi vấn đề, từ tinh thần đến kinh doanh đến mối quan hệ, đến những tổn thất về tinh thần như là stress, như là tổn thương, như là mâu thuẫn, như là suy sụp, như là thất vọng, như là chán nản. Bạn phải có cái năng lực như vậy. Rồi nếu họ đang là những người kinh doanh, đang là những chủ doanh nghiệp mà doanh nghiệp của họ suy thoái mà có nguy cơ phá sản đến nơi rồi, bạn cũng có đầy đủ năng lực để giúp họ đột phá, thoát khỏi cái tình trạng đó. Điều đó khó không? Không khó. Hãy đến với tôi các bạn. Tôi cam kết huấn luyện các bạn trở thành những nhà huấn luyện, những nhà huấn luyện về huấn luyện đột phá cá nhân và đột phá doanh nghiệp. Tôi cam kết với các bạn. Chỉ cần các bạn gì? Dám hành động. Và tôi là một trong những minh chứng và trải nghiệm rõ ràng cái điều đó. Các bạn đừng chống lại mình nữa. Các bạn đừng chống lại sự trưởng thành của mình nữa. Các bạn đừng chống lại sự giàu có của mình nữa. Các bạn đừng chống lại sự thành công của mình nữa. Các bạn đừng chống lại sự thịnh vượng của cuộc đời mình nữa. Điều gì đang trói các bạn vậy? Có phải là chính tư duy, suy nghĩ của các bạn đang trói các bạn lại không? Rằng các bạn không dám, các bạn luôn luôn có một cái cơ hội hay là có một cái thách thức đến với bạn để giúp bạn trưởng thành hơn, thì các bạn luôn luôn nói rằng tôi không có tài chính, trước đây tôi có nhưng bây giờ không có nữa rồi. Nếu bạn gặp tôi trước đây thì tốt. Tôi không có vốn, nếu mà tôi có vốn thì tôi đã kinh doanh thành công rồi. Thì câu hỏi chỗ này luôn này, tại sao trước đây bạn nhiều vốn như vậy mà bây giờ bạn sụp? Mà bây giờ bạn lại nói rằng nếu có vốn thì bạn kinh doanh thành công. Hay là có vốn bây giờ thì bạn còn đốt nhanh hơn. Và bạn thì cứ nghĩ rằng cái vụ thua thiệt vừa rồi là mình đã rút ra được kinh nghiệm rồi. Bạn rút được kinh nghiệm rồi thì thị trường nó rút được kinh nghiệm 10 lần gấp trước các bạn. Đối thủ khác nó đã rút kinh nghiệm gấp 10 lần trước các bạn ạ. Có một bí mật trong con người mà chúng ta chưa biết, hầu hết đều chưa biết này. Tức là tính đến thời điểm hiện tại, khi chúng ta đang ngồi để nói chuyện với nhau này, cái gì biết bạn đã làm hết rồi. Cái gì biết được bạn đã làm hết rồi. Ngay kể cả thời điểm hiện tại nữa, nếu bạn biết bạn đã thoát khỏi tình trạng này rồi, chứ không phải ngồi đó để thất vọng, để chán nản, để buồn rầu về cái tình trạng hiện tại nữa. Bạn biết bạn đã làm rồi. Vì không biết nên bạn mới phải đang ngồi đây, đang ngồi tại cái chỗ mà bạn đang ngồi, đang hưởng cái thu nhập mà bạn đang hưởng, đang ở lại những mối quan hệ mà bạn đang có. Vì vậy đừng chống lại mình nữa. Muốn thoát khỏi những điều này thì bạn bắt đầu phải du nhập những cái thứ như tôi nói ban đầu. Nếu các bạn vào muộn thì hãy quay lại phần ban đầu. Hãy du nhập những cái năng lực đó vào mình, thì bạn bắt đầu mới kiến tạo được cái sự giàu có. Năng lực cá nhân của bạn có thì bạn bắt đầu mới hiểu mình, hiểu được người khác. Khi hiểu mình, hiểu được người khác thì bạn sẽ giao tiếp thành công. Giao tiếp thành công, hút được họ rồi thì bạn bắt đầu bỏ tiếp cái năng lực thứ hai là giúp mọi người giải quyết được vấn đề của họ. Và khi giải quyết được vấn đề của họ thì gặp bao nhiêu vấn đề nan giải, bởi vì cuộc đời họ đã chịu tổn thương, đã chịu thất bại trong quá khứ rất đầy, và cái nỗi sợ hãi đó đầy trong người họ. Bạn phải có cái năng lực nữa là dẹp bỏ được tất cả những nỗi sợ hãi hay nỗi băn khoăn trong họ, để đánh thức được cái sức mạnh nguyên sơ của họ ra, thì họ sẽ trở thành nguồn lực của bạn, những bạn tốt của bạn, mối quan hệ tốt của bạn. Chúng ta đã nói sự giàu có. Thế thì khi chúng ta nói về làm thế nào để đạt đến sự giàu có thì cái sự giá trị nó cũng đã song hành cùng rồi. Bởi vì một con người có giá trị là một con người giàu có về mặt tài sản, giàu có về mặt tinh thần và năng lực cá nhân, và giàu có về mối quan hệ. Đúng không ạ? Đấy là hai phần. Và cuối cùng, một cuộc sống thịnh vượng thì nó cũng bao hàm ở điều đó luôn. Khi bạn đã có một cái năng lực phát triển bản thân để hiểu thấu bản thân mình và hiểu thấu người khác, hiểu thấu bản thân mình, thì tôi có một cái module gọi là công thức thiết kế cuộc sống thịnh vượng. Nó là một cái bánh xe cuộc đời. Bánh xe cuộc đời. Và khi bạn học cái thấu hiểu bản thân
Thì bạn biết bánh xe cuộc đời nó gồm là gì? 6 cái yếu tố cơ bản trong cuộc sống này. Yếu tố thứ nhất là sức khỏe, yếu tố thứ hai là sự nghiệp, yếu tố thứ ba là gia đình, yếu tố thứ tư là mối quan hệ, yếu tố thứ năm là phát triển cái bản thân bạn, và yếu tố thứ sáu là cái hưởng thụ cuộc sống này. Và nếu bạn luôn luôn hiểu được sáu cái lĩnh vực cuộc sống này nó quan trọng đến như thế nào, thì bạn sẽ biết gì, không thiên lệch một cái lĩnh vực nào cả. Nhưng có một bí mật ở đây, tùy từng giai đoạn cuộc sống của chúng ta nên phải đặt cái lĩnh vực nào lên hàng đầu. Và khi giải quyết được từng lĩnh vực đó rồi thì chúng ta mới bắt đầu là gì, duy trì nó và bắt đầu đẩy tiếp cái lĩnh vực thứ hai. Như vậy thì dần dần các bạn sẽ thiết kế được cuộc sống thịnh vượng, giàu có, giá trị và thịnh vượng. Và tôi công bố với các bạn rằng tôi đang nỗ lực có những cái khóa học đột phá cá nhân và phát triển kinh doanh để giúp mọi người làm mạnh nữa lên. Bạn Thanh Hiền, em thấy mình cũng chưa giàu. Bây giờ em chỉ cần xem người giàu người ta làm việc như thế nào. Người ta làm việc trong sợ hãi hay là người ta làm việc bất chấp khi người ta đã có năng lực rồi. Làm cách nào để người ta sẵn sàng trả tiền cho mình. Bạn hãy giúp người ta 100 xem người ta có giảm mình 1 không. Bạn đã giúp người ta 100 chưa? Đó. Quan hệ con người hiện nay trong cuộc sống này là quan hệ về lợi ích. Quan hệ về lợi ích. Dù nói thế nào đi chăng nữa cũng là quan hệ về lợi ích. Có thể lợi ích về tinh thần, có thể lợi ích về các giá trị về tài sản, về tiền bạc, có thể lợi ích về những cái thương hiệu, có thể lợi ích về cái sở thích đam mê, đều dựa trên những lợi ích. Và nếu như bạn hiểu được và bạn đáp ứng thỏa mãn được những cái lợi ích đó của mọi người thì người ta không tiếc gì bạn cả. Và Jim Rohn ông nói rằng bạn càng giúp được nhiều người khác giải quyết được vấn đề của họ, bạn càng giàu. Đúng không nào? Bạn càng giúp được nhiều người giải quyết được vấn đề của họ, bạn càng giàu. Vậy nhiều người họ là ai? Họ là rất nhiều người ở các lĩnh vực khác nhau xung quanh bạn. Người thì đang suy sụp về tinh thần, người thì đang cảm thấy bị suy sụp, mất năng lượng về mối quan hệ, mâu thuẫn giữa vợ chồng, rồi con cái, rồi bố mẹ. Người thì bị loay hoay bế tắc về kinh tế. Người thì thiếu tự tin, sợ hãi về vì thu nhập quá thấp, muốn làm nhưng mà không biết làm gì. Người thì bị tổn thất về tinh thần, có rất nhiều tiền nhưng mà bị tổn thất về tinh thần, bị thất vọng về gia đình, bị thất vọng về những người thân xung quanh. Rất nhiều người có những nhu cầu khác nhau. Người thì con cái thì gì, ỷ lại rồi hư hỏng rồi là không có nề nếp. Tất cả chúng ta đều có cái nỗi đau, đều có những vấn đề trong cuộc sống này và cần phải giải quyết. Vậy bạn chỉ cần có cái năng lực để giải quyết tất cả những vấn đề đó thôi. Bây giờ chúng ta lại nói cái năng lực giải quyết đấy thì rộng thế thì làm sao giải quyết được? Không, nó có một khoa học có thể giải quyết được mọi thứ các bạn ạ. Đó là NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Tiện đây, bạn có thể hỏi bất kỳ vấn đề gì tôi cũng có thể trả lời được cho bạn. Và nếu bạn mạnh dạn một lần nữa, tôi sẽ mời bạn một phiên miễn phí để tôi huấn luyện bạn, coaching bạn. Huấn luyện bạn để giải quyết cái vấn đề gọi là bạn cho là vấn đề nan giải không thể giải quyết được trong cuộc đời bạn. Cho dù vấn đề đó nó có thể tồn tại hàng chục năm trong bạn. Bởi vì tôi đã huấn luyện, tôi đã coaching cho những người mà 50-60 tuổi, cái nỗi đau, cái nỗi mâu thuẫn rồi thất vọng rồi cái tổn thương trong họ nó mang trong mình 30 năm, 40 năm. Nhưng chỉ sau có 1 tiếng cho đến 2 tiếng đồng hồ, mọi thứ bay sạch hoàn toàn. Và bằng chứng là các bạn hãy tìm về những cái video YouTube của tôi là vận dụng sức mạnh tiềm thức. Chỉ cần xem 5 cái đó thôi thì bạn đã hiểu được bản thân mình như thế nào rồi. Và từ đó bạn cũng hiểu được người khác như thế nào rồi. Và tiếp theo là những cái video như là xem video này bạn sẽ hiểu được bản thân mình, rồi thói quen con người được hình thành như thế nào, rồi biến thất bại trở thành những bài học giá trị trong cuộc sống này. Rồi cái cách thức xây dựng đội nhóm vô địch, rồi cái cách giao tiếp tự tin, cái cách đọc vị người khác. Rất nhiều video mà các bạn tìm trong cái kênh của tôi thì các bạn biết ngay lập tức. Và thưa các bạn, để các bạn thực sự biến và thay đổi được bản thân mình, các bạn phải trải nghiệm ở một cái khóa học huấn luyện trực tiếp với tôi, trực tiếp các bạn, thì các bạn mới bắt đầu đột phá được bản thân mình. Trong một cái chủ đề trước đây tôi đã chia sẻ với các bạn, con người của chúng ta cũng được tạo cấu thành bởi các loại vật chất khác nhau. Và bạn phải có những cú sốc. Bạn phải có những cú sốc về mặt tinh thần. Cú sốc đấy là cú sốc tích cực. Tức là
cho bạn một cái hiểu biết để bạn đột phá bản thân, để bạn buông bỏ tất cả những cái thứ gì mà bạn cố hữu, bạn giữ từ xưa đến nay, mà tôi gọi trong trong cái video này là trong cái livestream này là gì? Là cái sự chống lại chính bản thân bạn này. Dạ, sự chống lại chính bạn. Rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Thị Thắm, sự thật là năm video đó là ân nhân. Đúng rồi, cảm ơn bạn. Rất nhiều người đã comment lại tôi rằng sau khi xem bộ năm video vận dụng sức mạnh tiềm thức thì họ đã giải phóng được rất nhiều thứ mà băn khoăn hàng chục năm trong cuộc đời họ. Vậy thì các bạn mới chỉ có qua video thôi mà đã giải phóng được vấn đề đó của họ. Vậy thì các bạn thấy cái khóa học NLP tôi huấn luyện 6 ngày trực tiếp để dỡ bỏ hoàn toàn những đám mây tiêu cực, những cảm xúc tiêu cực, những nỗi sợ hãi đang giày vò các bạn, đang cản trở các bạn, đang trói chặt các bạn. Rồi dỡ xong sạch bách để gì, thúc đẩy được cái sức mạnh nguyên sơ trong các bạn, sức mạnh vô hạn cho các bạn lên. Thì tôi tiếp tục trao cho các bạn những cái công cụ để thiết kế kế hoạch chiến lược, để công cụ coaching cho người khác, để giúp người khác giải quyết vấn đề. Vậy thì bạn bắt đầu đạt đến cái cấp độ là người có năng lực để giải quyết được vấn đề cho người khác chưa? Và khi bạn bắt đầu lĩnh hội được những chuyện đó thì bạn bắt đầu thiết kế lại được hoàn toàn cuộc sống của mình như ý muốn, tức là một cuộc sống thịnh vượng. Và nếu như các bạn chưa có đủ tài chính thì các bạn, tôi đang có một cái khóa NLP online. Nó cũng tuyệt vời giá trị, bởi vì tôi truyền tải toàn bộ những module huấn luyện của chương trình 6 ngày vào đầy đủ trong cái chương trình online đó. Sau đó những học viên của online, tôi tiếp tục offline để huấn luyện các bạn hoàn chỉnh những kỹ thuật coaching, kỹ thuật huấn luyện người khác, trị liệu cho người khác bằng hai buổi offline bên ngoài nữa, để hỗ trợ các bạn sở hữu những kỹ thuật, quyền năng và tuyệt đỉnh của NLP. Và với cái mức học phí nó rất rẻ, $100 thôi các bạn. Nó không phải là hơn 1.000 đô la Mỹ, và nó chỉ có $100 mà các bạn sở hữu những cái công cụ tuyệt vời khủng khiếp của khoa học NLP. Các bạn thấy này, với mức học phí ở NLP online các bạn mất $100. Và các bạn được giải quyết vấn đề gì? Những tổn thương về tinh thần hàng chục năm qua, từ lúc nhỏ đến giờ bạn được giải quyết. Những mâu thuẫn bản thân bạn với những người thân, với bạn bè, với những người mà bạn cực kỳ quan tâm, yêu thương được giải quyết. Các bạn thấy nếu ở ngoài kia mỗi một phiên coaching như vậy thì bao nhiêu tiền một giờ coaching? Cũng $100 một giờ coaching. Và bạn chỉ được coaching thôi, bạn chỉ được giải phóng cái tinh thần thôi, mà bạn không được sở hữu cái công cụ đó, cái module đó, để nó trở thành cái năng lực của bạn, để bạn có thể chống chọi với cuộc sống này, hay là điều khiển cuộc sống này theo ý muốn của bạn. Nhưng tại chương trình NLP Online, các bạn có đầy đủ, cho tôi trao cho các bạn 6 công cụ cực kỳ quyền năng để huấn luyện con người, trị liệu con người, cộng với hàng chục module về hiểu biết con người khác nhau, về cái cách nào để bạn hiểu thấu mình, hiểu thấu người khác, cái cách nào để bạn có thể đọc vị được người khác khi họ ngồi trước mặt mình, giao tiếp với mình, họ thể hiện tất cả mọi thứ bằng cử chỉ, body, hành động, cái nụ cười, cái liếc mắt, rồi cái làn da, rồi âm điệu, tông giọng. Bạn đều biết rằng là ẩn dưới cái đó là cái gì, bạn đọc nhanh vách ngay lập tức. Rồi bạn cũng sở hữu những cái bộ ngôn ngữ, những không mẫu ngôn ngữ để bạn là bậc thầy trong việc thương thuyết, đàm phán, chốt sale, kết nối, gây ảnh hưởng. Rồi đặc biệt là bạn sở hữu hàng chục những cái mô đun quyền năng mạnh mẽ để bạn đứng trước đám đông nào mà bạn nói trước mặt nhóm người nào thì họ cũng phải gì, trầm trồ để lắng nghe bạn, ngưỡng mộ bạn. Và khi họ ngưỡng mộ rồi, họ muốn bạn giúp, thì những cái công cụ đó bạn giúp người ta giải phóng ngay được vấn đề. Bạn sẽ thấy điều gì xảy ra với cuộc đời bạn nếu như bạn có cái năng lực như vậy. Đó là toàn bộ những gì từ trái tim tôi trao cho các bạn. Và vì thế các bạn nghe được livestream này, hãy đăng ký vào khóa học NLP online của tôi ngay lập tức các bạn. Cuộc đời các bạn sẽ thay đổi chỉ từ cái khóa học online này, chỉ từ $100 này thôi các bạn. Hãy đăng ký ngay lập tức đi các bạn. Đăng ký đi. Nếu các bạn đang xem video này và đang mong muốn, khao khát sở hữu NLP mà chưa có khả năng, ở xa quá, chưa có thời gian, rồi là vì điều kiện tài chính, thì với chỉ có $100 thôi, 2.300.000 đồng thôi, các bạn hãy đăng ký ở đây là tôi muốn. Và tôi sẽ gì, có bộ phận chăm sóc sẽ gửi email toàn bộ thông tin nội dung chương trình đến bạn. Và chương trình sẽ bắt đầu phát hành từ tháng 5, ngày mùng 2 tháng 5 bắt đầu phát hành các bạn. Rồi các bạn sẽ thấy những điều thần kỳ tuyệt vời bắt đầu xảy ra liên tiếp nữa. Vậy khóa học NLP Online nó giá trị như nào? Các bạn chỉ cần vào kênh của tôi thôi. Những gì tôi đã chia sẻ trên kênh của tôi nó bằng độ khoảng 2% giá trị ở cái chương trình NLP Online. Mà các bạn đã thì chỉ cần xem kênh YouTube thôi, các bạn đã vỡ ra rất nhiều giá trị, học hỏi được rất nhiều giá trị và thay đổi được nhiều khía cạnh cuộc đời mình rồi. Thì với khóa NLP Online thôi các bạn còn đạt đột phá được rất mạnh nữa. Mà đặc biệt, những cái bạn khao khát thực sự thành công trong cuộc sống này, khao khát thay đổi một cách quyết liệt, mạnh mẽ và trở thành những lãnh đạo xuất sắc trong cuộc sống này, thì các bạn hãy học trực tiếp
đừng bao giờ tiếc tiền để học trực tiếp các bạn. Bởi vì các bạn phải học trực tiếp thì các bạn mới được truyền năng lượng, các bạn mới được thúc đẩy và các bạn mới thoát khỏi cái vỏ bọc của mình. Các bạn mới có cái năng lực để thoát khỏi cái vỏ bọc của mình một cách mạnh mẽ, một cách tự tin. Bởi vì bạn được tôi cầm tay chỉ việc huấn luyện trước mặt, cầm tay chỉ việc và bạn gì? Hành động ngay, bạn sở hữu công cụ đấy. Bạn coaching, bạn huấn luyện cho người bạn học trong lớp của bạn. Và cứ như thế thôi, bạn ra cuộc đời kia và bạn cầm đúng cái kịch bản, những cái biểu mẫu đó. À, học trực tiếp nghĩa là tôi tổ chức khóa học 6 ngày mà tôi đã thường thông tin trên Facebook của mình đấy, 6 ngày. Và nó thường chia làm 2 đợt. Và 2 đợt thường tổ chức vào cuối tuần là vào thứ 6, thứ 7 chủ nhật, rồi lại thứ 6, thứ 7 chủ nhật. Và với mức học phí là gấp 10, hơn 10 lần một chút với cái khóa học phí của so với NLP Online. Vì vậy tôi có hai giải pháp cho các bạn. Một, nếu các bạn thực sự muốn mình trở thành một lãnh đạo có năng lực thực sự và thiết kế một cuộc sống thượng hạng thì các bạn hãy học trực tiếp. Bởi vì với một cái kinh phí nó chỉ sau này nó so ra với cái mức độ thành công của các bạn, nó chỉ bằng nhỏ bằng 0,000 bao nhiêu đấy của phần nghìn thành công của các bạn. Bởi vì những năng lực đó bạn ra ngoài kia bạn gây ảnh hưởng, bạn giúp được người khác, bạn thiết kế kế hoạch chiến lược, bạn xây dựng đội nhóm của bạn, nó cứ nhẹ tênh. Và nếu các bạn chưa có điều kiện về sắp xếp về thời gian, chưa có điều kiện về kinh tế, bởi vì mức thu nhập bây giờ nó còn loanh quanh đâu đó độ 5, 6, 7 và dưới 10 triệu, thì các bạn có thể chọn cái phương pháp đầu tiên là học NLP Online với cái mức phí rất vừa phải với các bạn. Mà toàn bộ những công cụ module nó cũng được truyền tải 100% đủ đầy trong đó. Vậy các bạn hãy đăng ký đi ạ. Ở dưới đây các bạn sẽ ghi tôi muốn, thì bộ phận chăm sóc của tôi sẽ gửi message đến các bạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 5. Và tôi sẽ ưu tiên cho các bạn học NLP Online là gì? À, chúng ta sẽ thành một cái cộng đồng. Và cứ mỗi một tuần tôi lại lên live stream với các bạn như thế này, để giải thích bất kể cái gì các bạn đang học trong online mà các bạn còn chưa hiểu, các bạn còn chưa rõ, thì tôi sẽ giải thích toàn bộ. Như vậy thì nó không khác gì các bạn đang gần như được huấn luyện tôi trực tiếp. Nào các bạn, hãy chia sẻ video này đến nhiều người, Hãy chia sẻ video này đến nhiều người để những người mà bạn quan tâm họ được biết, để họ bắt đầu sở hữu được NLP. Khoa học thay đổi con người mạnh mẽ nhất trên hành tinh này, và để thiết kế cuộc đời của họ như ý muốn. Mọi vấn đề của họ sẽ được cải thiện ngay lập tức. Tất cả những vấn đề như là đời sống tinh thần, stress, mâu thuẫn, rồi bí bách, rồi loay hoay, rồi là mất niềm tin, rồi là thất vọng, rồi sợ hãi, đều được giải quyết trong khóa học online này. Hãy chia sẻ đến người thân của mình đi, nếu bạn thực sự quan tâm đến họ. Và bây giờ tôi xin phép được dừng lời ở đây. Chúng ta sẽ gặp nhau. Vâng, cảm ơn các anh chị em. Từ trái tim tôi, các anh chị em, nó tuyệt vời vô cùng các anh chị em ạ. Rồi các bạn sẽ có điều kiện lên đây để chúng ta chia sẻ được mình đã nhận được những giá trị gì trong khóa học NLP online đấy các bạn. Tôi biết là các bạn sẽ nhận được rất nhiều và cuộc đời các bạn sẽ thay đổi từ cái khóa học dù chỉ là online thế này thôi. Nó tuyệt vời. Nó không giống như những cái khóa học về phát triển bản thân vô hồn ở ngoài kia. Tôi nói với đầy đủ năng lượng, tôi nói với đầy đủ những trí tuệ, tôi nói với đầy đủ những khoa học và tôi nói một cách rất đơn giản để các bạn hiểu hết toàn bộ vấn đề. Con người ta sinh ra từ đâu? Vì sao như thế này? Và làm cách nào để thay đổi, để trở nên vượt trội và xuất chúng? 6:30 thì tôi đã phải có mặt ở cái sự kiện kết nối doanh nhân rồi. Và bây giờ xin phép tôi được nghỉ ngơi một chút và để chuẩn bị cho cái sự kiện đó cho thoải mái, vui vẻ. Rồi, chào các bạn. Chúng ta sẽ hẹn gặp với nhau, những người bạn mà thực sự muốn thay đổi mình ở chương trình NLP Online. Chào các bạn, hẹn gặp lại.